Và tiếp theo chúng con xin kính mời thầy Thích Thành Phú và chúng con kính mời máy Oppo A9 2020 chuẩn bị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thành Phố có hỏi hỏi dùm nhau một nhóm cầm tu đang có mặt trên sân mạng. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, nhóm chúng con mới thành lập, mới biết về pháp môn niệm Phật hộ niệm vãng sanh, vì thế mà chúng con vẫn chưa biết được cái tầm quan trọng của việc hộ niệm cho người lâm chung, bởi vì tất cả chúng con đều là người mới bước vào con đường niệm Phật hộ niệm vãng sanh. Vậy kính xin lão cư sĩ Diệu Âm vì lòng từ bi thương tưởng hàng phàm phu tội nạn nghiệp chướng như chúng con mà chia giảng giải về tầm quan trọng của việc hộ niệm cho người lâm chung ạ. Nam mô cho người học Phật niệm Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nhóm của con thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. Đầu tiên Diệu Âm xin vỗ tay hoan hô. Hoan hô chư vị. Khởi phát một niềm tin. Khởi phát một cái tâm Bồ Đề. Cố gắng gìn giữ tâm này mà đi nhé chư vị. Trong cái thời mà Pháp này tìm được một người tin Phật Pháp, mà nhất là tin vào Pháp môn niệm Phật như chư vị, quý lắm đấy. Khởi thủy thì Diệu Âm cũng giống như chư vị, mới đầu thì không biết gì cả. Nhưng nếu mình quyết chí, thấy rõ ràng là rất nhiều người đã được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, cứ lấy đó làm niềm tin cho chính cái đạo hạnh của mình được vun bồi lên, đường đi của mình đã vững lên. Nên nhớ, một người mà vãng sanh chính là một tấm gương cho mình noi theo chư vị ơi. Phật dạy thời mà Pháp này hàng triệu người tu hành, đâu dễ gì tìm được một người đắc đạo, giải thoát thành tựu. Ấy thế mà Pháp hộ niệm đã giúp cho đến nay không còn cách nào có thể đếm được nữa. Thực sự Diệu Âm nói thẳng thắn với quý vị, hiện tượng vãng sanh lưu lại tương lành quá nhiều đã làm cho cái niềm tin chúng ta kiên cố. Khi mà niềm tin kiên cố như vậy, chư vị sẽ có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc học hỏi với nhau. Thì những cái đường Zoom này cũng là một cái nơi mà chư vị học tập. Chư vị nghĩ coi, khi mà mình biết được cái pháp hộ niệm vãng sanh và thấy những ban hộ niệm đưa người vãng sanh, có những ban hộ niệm tuyên bố đến bây giờ tôi đưa trên 1.000 người vãng sanh rồi. Nhiều ban hộ niệm đã báo cáo gì âm như vậy, ra đi thân tướng vô cùng tốt đẹp. Chư vị nghĩ coi, gặp một người vãng sanh lưu lại tức là làm cho chúng ta giật mình tỉnh ngộ rồi, huống chi người ta đưa cả hàng ngàn người như vậy mà chúng ta không tin sao? Chỉ vì căn lành yếu quá cho nên không tin. Nếu chư vị đã tin muốn làm ba nguồn niệm tức là chư vị đã có căn lành, mau mau lấy niềm tin này củng cố con đường mình đi, tự nhiên căn lành sẽ phát triển. Căn lành phát triển làm cho niềm tin của chư vị vững vàng hơn. Và chư vị thấy rõ ràng chính pháp hộ niệm này quá quan trọng. Vì không quan trọng thì làm sao mà có thể giúp cho một hàng phàm phu này thoát được ách nạn công nghiệp chứ đi vãng sanh bất khả tư nghị. Chư vị nói là làm sao nói cho tôi cái quan trọng của pháp hộ niệm, thì chư vị hãy nhìn thấy cái thành quả của pháp hộ niệm này đi, mới thấy rõ ràng là mình quý vô cùng, nó quan trọng vô cùng. Và chư vị hỏi, nếu giả sử như chư vị không được hộ niệm thì khi cuối đời trước sau gì cũng đến ngày buông báo thân này ra đi mà thế gian gọi là chết, chư vị sẽ đi đâu? Rõ ràng là tam đồ ác đạo đang chờ, rơi vào đó rồi chư vị có thấy thảm thương không? Thảm thương đến nỗi không cất nên lời. Nhưng nhờ hộ niệm ta vượt qua cái đó. Rõ ràng pháp Phật là pháp cứu độ chúng sanh ly khổ đắc lạc, mà dễ gì một người tội chướng sâu nặng như chúng ta lại ly khổ đắc lạc đấy, ăn vui cực lạc đấy, khó quá, khó quá.
từ ông cố, ông nội, ông sư, ông sở gì của chúng ta, rõ ràng là đã bị nạn trùng trùng, và hàng ngày hàng triệu người trên tây đất này đã bị nạn. Rõ ràng như vậy, một pháp hộ niệm này đưa người vượt qua các nạn đó mà đi thành đạo. Như vậy thì chư vị đánh giá rằng chính pháp hộ niệm quan trọng vô cùng. Mau mau chư vị học hộ niệm đi. Bây giờ thời gian đây giờ ông không cách nào nữa. Hãy lên cái đường Zoom này đấy. Hãy gặp thầy Hạnh Phúc đi. Hãy đến tới các vị sư mà đang phổ biến pháp hộ niệm đi. Thính giáo các ngài chỉ cho. Rồi chư vị gặp ban hộ niệm đi. Nghiên cứu về họ đi. Chắc chắn họ sẽ đưa cho chư vị những tài liệu mà chư vị đọc qua. Chư vị sẽ thấy pháp hộ niệm thực sự quan trọng. Nếu không nhờ pháp hộ niệm, chư vị sống thì qua ngày, chết thì đi đọa lạc. Đọa lạc rồi thì muôn đời vạn kiếp bị khổ đau. Được hộ niệm thì một cơ hội đó chúng ta thoát tất cả cảnh khổ, trở về cảnh an vui một đời thành thành đạo. Vậy mà không quan trọng sao? Đúng không chư vị? A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Và chúng con thành tâm tri ân lão cư